phu nhân không được ra ngoài. Tại sao không được? Các người bảo tránh ra coi. Tôi xin lỗi, chủ tịch ra lệnh không được để phu nhân ra ngoài. Sao các người lại dám cản tôi hả? Tôi mới là chủ căn nhà này mà, tránh ra. Phu nhân à, tôi xin lỗi. Nói tránh ra nghe chưa? Tránh ra cho tôi. À, xin lỗi phu nhân. Oh, Pimol con về rồi hả? Pimol. À. Taxi. 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 Khách gọi Mày gì Thằng không bé làm... làm cái gì mà không chịu nghe máy chứ Chắc mình đi mất thôi Kìa cha nè cha nè kia cha nè Các người đang làm gì vậy Các người là ai các người muốn đưa tôi đi đâu hả? Kìa cha nạ! Các người muốn làm cái gì đây? Mẹ Sê Chun hả? Nó như vậy là sao chứ? Đưa bà ta tới bệnh viện đi. Bà ta bệnh nặng lắm rồi. Đâu có, ta đâu có bệnh gì đâu. Ta phải gọi cho Bim-mô đã. Vô ích thôi, chủ tịch đã giao quyền cho tôi. Tôi phải đưa phu nhân đi chữa bệnh mới được. Nói dối, nói dối. Tôi phải gọi cho Bimo. Ờ, sợ nè. Làm cái gì vậy? thả tôi ra thả tôi ra kì cha nè mau cứu bà với kỳ vậy ta mình nghe giống như ai đó đang gọi mình con không được ăn sáng thoải mái biết chưa để cho tụi nhỏ ăn đi ông bị cái gì vậy Bà, bà nói cho con biết đi Hà Sê đã làm gì sai vậy Con bé đó mọi người hỏi thẳng nó đi Bác Na, à, bác định làm vậy khi mọi người đang ăn cơm hả Con sẽ nói với chị con sao Cho nên bây giờ cái nhà ăn cơm đi hả? Ừ. Ôi, ông này. Sao con có thể ăn ngon sau khi làm như vậy hả Đúng là không biết suy nghĩ Sao tự nhiên ba đánh Hà Sê Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn nữa bà có chuyện gì vậy hả ba? Con hỏi con bé đi, học không lo học suốt ngày lo đi làm thêm không à? Xui cho con bé là bị ta bắt gặp giữa chừng, không chỉ đi làm thêm, nó còn ăn mặc kỳ cục nữa. Nghĩ sao con gái mặc cái áo ngắn ngủ nhảy nhót ở một sự kiện? Dạ, sao con bé phải làm như vậy hả ba? Con hỏi ba, ba biết hỏi ai? Không lẽ mấy chuyện nó làm ngoài trường ba cũng phải biết hả? Cả năm trời bị điểm kém mà không chịu cố gắng nữa, bây giờ còn lại tập trung vào mấy việc làm thêm này nọ. Trời ơi, tức thiệt mà, học kiểu này làm sao mà thi đại học được? bà nói có đúng không hả? Em bị mất trí rồi sao? Khó khăn lắm chị mới lo cho em tới trường, sao em lại trốn học đi làm thêm hả? mau nói cho chị biết đi sao em lại làm như vậy hả trời ơi con la mắng con bé kiểu này nó cũng không hiểu đâu phải như vậy nè đánh à, một ba... cái thiệt đâu còn bao che cho nó có đúng không hả con đâu có làm gì đâu con gái con đứa sao có thể mặc váy ngắn mà nhảy nhót được chị hỏi tại sao mà em có miệng sao không trả lời chị hả chị làm ơn thôi đi em không có làm gì sai hết ba có cần phải nói ra trong lúc cả nhà ăn sáng không hả con lại nói sẽ thú nhận cho mọi người biết nó còn cái gì Bác đúng là quá đáng với con mà nè hà xe ạ Hả à? Em không thể bỏ đi như vậy được. Rồi, lỗi nó gây ra nó còn không nhận tự nhiên đi nổi đi với người khác. Bọn trẻ bây giờ đúng là ương bướng khó dạy thiệt mà. Còn con nữa, con dạy dỗ em con không được hả? Bước mình. Ê, hồn bé đây. Ê. À. Bà vợ mình lại mua cái gì nữa đây hả? Để coi cái gì đây. gì đây cho mình hả cái bà này bày đặt quá để coi à. À. ai vậy ta đẹp trai Cái gì đây? Nãy giờ ông làm mắng nhiều quá, cho nên đầu óc không còn tỉnh táo nữa rồi hả? Trời đất ơi, ông bị đa nhân cách có đúng không? Chà, cái bà này nếu mua áo cho tôi thì phải nói ra chứ bị đặt lén lúc nữa thiệt à. <laughs> à, à cảm ơn nha, tôi có thể làm gì để đền đáp cho bà đây hả? Thôi được rồi, tôi biết bà muốn gì. <laughs> Hết hồn mà, ông làm tôi sợ rồi đó, coi ông kìa, không giống bình thường chút nào. Tránh qua vòng một cái đi. Cái gì đây? mỗi lần mà tôi mua quần áo mới thì ông mày đặt keo kiệt la mắng tôi này nọ, hả? Nhưng ông lại phung phí mua đồ cho mình, ông làm như vậy mà coi được sao? Chắc kiếp trước tôi ăn ở ác quá nên mới gặp phải ở... người như ông. Đàn ông gì mà kêu kiệt dễ sợ. Ở... Ở... Vậy là bà không mua hả? Như vậy rốt cuộc là ai mua đây? Ai... Biết ngày là em ở đây mà Có phải em đi làm á, Là để mua quà cho ba của anh phải không Sao chứ Thì sáng nay anh đã thấy em Lén lúc để một món quà trong phòng ba của anh rồi để chào mừng ngày khai trương của cửa hàng chúng tôi, chúng tôi có một khuyến mãi đặc biệt dành cho quý khách. Xin mời quý khách nhận tờ rơi từ nhân viên phía bên trái của chúng tôi. Quý khách hãy ghé qua tham quan cửa hàng và được những món quà miễn phí. Đây là cơ hội xin mời quý khách trong cửa hàng chúng tôi có những cơ hội Dạ, xin mời quý khách vào trong. Lương của con nè. Cảm ơn con vì hôm nay đã nhảy nhiệt tình. còn con biết không, con nhảy đẹp lắm đó nha. Cảm ơn chú nhiều lắm. Chúc cửa hàng mua may bán đắt ạ. À. Cô bé à mua quà cho ba hả à, Cô nói ba sao Con có cần cô giúp cái gì không à, Cô ơi à, Áo lót mà ba con mặc nó cũng cũ lắm rồi Con nên mua loại nào thì được vậy cô ừ. à, Con muốn loại nào mặc mát mát một chút Để ba con mặc vào mùa hè à. Cô thấy cái này được không hả cô à, Được đó Em muốn cảm ơn Vì bác mua giày cho em Cho nên em mới làm công việc ngu ngốc này Sao em lại bị la chứ Quá đáng thiệt á. Ê, em đừng có để ý Dù ba nói gì anh cũng không chia tay em Dạ Một người con dâu chăm sóc cho ba chồng tương lai như vậy là quá tốt rồi còn gì Chắc chắn anh không tìm được ai tốt hơn em đâu Anh Ủa Có kìa em cười rồi nha Em cười tức là đồng ý quay lại với anh rồi phải không nè Em không biết tình yêu của anh anh cùng đi bộ với em tới trường á à. chờ anh với Thật sự anh đang thèm món cân cúc su lắm sao biết anh thèm mà dẫn anh tới vậy em không ngờ là anh đang thèm đó sáng nay em cũng vừa nghĩ ra quán này thôi chúng ta thần vào cách cảm thiệt <laughs> em biết không ơn đi ăn anh hãy viết giấy dán lên tường như vậy em không nghĩ anh thích làm mấy chuyện này đâu sao mấy người lại để lời nhắn như vậy tôi thấy không vui chút nào hết <laughs> em tưởng anh sẽ nói như vậy đó <laughs> cái cô này em nghĩ anh là loại người vậy sao <cười> <cười> em đã giỡn thôi à, à chúng ta cùng ghi ha ừ uhm... tới anh được rồi anh dán ở đây ha <laughs> Anh muốn làm gì tiếp theo hả? Có muốn đi uống cà phê không? Cũng được. Anh biết quán cà phê này cũng ngon lắm. <laughs> em sao vậy? em thấy không khỏe hả? em không thể nào thở được anh. cứ mỗi lần em nghe thấy tiếng còi cứu hỏa, là em lại nhớ về ngày hôm đó. con gái anh rung của em đã chờ em về trong sợ hãi. em muốn phát đi khi nhớ về chuyện đó. <laughs>

Anh, Yang, anh biết là em rất đau lòng Cho nên từ giờ Đừng cố gắng chịu Hãy gọi cho anh bất cứ lúc nào Hay là Chúng ta đi thăm arum nha em Dạ Xin chào Arum. Chú nghe mẹ con nói con rất thích đuôi diều nên chú đã mua cho con đó. Chú hy vọng là con sẽ thích. Mẹ của con đã khóc rất nhiều vì cảm thấy có lỗi với con. Chú mong là con sẽ cho phép chú ở bên cạnh mẹ. Để từ bây giờ mẹ của con sẽ không phải khóc. Lần sau chú sẽ dẫn Jordan Hà tới gặp con. Chú nghĩ là dân Hà cũng rất muốn gặp con đó, Arun. tại sao cô lại đưa mẹ tôi vào bệnh viện mà không hỏi tôi mẹ tôi nói là không muốn vào đây mà lúc đó phu nhân sa chạy ra khỏi nhà xem chút nữa là phu nhân bị xe đụng phải rồi cho dù có thuê bảo vệ ở nhà tôi nghĩ bà ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm cho nên tôi quyết định đưa bà ấy vào bệnh viện đáng lẽ cô nên đưa mẹ tôi đến bác sĩ chứ không phải là chủ này bệnh viện khiến cho người ta sợ lắm đó đây là chỗ trị bệnh mất trí tốt nhất hả cậu chắc không đó dạ đây là bệnh viện tốt nhất ở bệnh viện này thiết bị điều trị rất hiện đại, xin chủ tịch yên tâm mà. À, chào dạ, bác sĩ, chào bác chào sĩ. sĩ. ông coi giùm tôi mẹ của tôi sao rồi? Tại tôi thấy bà ấy ngủ lâu quá. ngài không cần phải lo lắng đâu chủ tịch. ở bệnh viện chúng tôi có các phương pháp điều trị tiên tiến nhất, chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho bà ấy. ông vừa nói mẹ tôi sẽ bình phục hoàn toàn, đúng vậy, cho nên ngài hãy để chúng tôi chăm sóc cho bà. Bây giờ trạng thái tinh thần của bà ổn hơn rồi à, Tôi nghĩ người nhà Cũng nên hạn chế vào thăm bà để chúng tôi điều trị à, Dạ dạ. Xin bác sĩ hãy chăm sóc tốt cho bà ấy ờ, Chủ tịch à Bác sĩ đã nói phu nhân vẫn ổn Cho nên ngài đừng lo lắng quá Anh tôi muốn lo thì cứ để cho anh lo đi Mắc mớ gì tới cô hả Cô gọi cho bọn trẻ Bà của chúng đang nghỉ ngơi ở bệnh viện Kêu chúng đừng có lo lắng nữa Dạ Còn mọi chuyện ở đây Chủ tịch cứ yên tâm mà để cho tôi lo Bây giờ cũng trễ rồi, chủ tịch nên đi làm đi ạ. À? Ôi trời ơi, mẹ à. Ông làm tốt lắm. Tôi dặn ông điều này tuyệt đối đừng quên. Để tránh bị chủ tịch ngu nghi ngờ, ông chỉ được phép quỷ hoại sức khỏe của bà ta một cách từ từ thôi biết chưa nếu làm tốt thì ông sẽ có tiền trả nợ. Chúng tôi đang sử dụng phương pháp tiêm thuốc từ từ cho phu nhân. Đây là cách để cho bà ấy tiếp tục ngủ. Kiểu này người trẻ còn không chịu nổi, cho nên bà ấy sẽ không trụ được đâu. Dạ, phu nhân à, trà của cô đây. Ừ, cô cứ để đó đi à, cô thấy sao hả? Tôi đeo nó hợp chứ. À, dạ, cô đeo đẹp lắm đó. Dòng cổ rất hợp với phu nhân. Đương nhiên là vậy. Thôi trời ơi, bà già đó lớn tuổi rồi mà còn đeo mấy thứ này nữa. Bà ấy tưởng bà ấy vẫn còn trẻ trung xinh đẹp như tôi chắc. Thôi. Kể từ bây giờ trở đi, chúng ta sẽ trang trí lại căn phòng này để hợp với ý của tôi dạ dù sao thì bà già đó sớm muộn gì cũng sẽ chết trong bệnh viện cho nên bà ấy sẽ không quay lại căn nhà này nữa đâu căn phòng này chắc chắn sẽ thuộc về tôi rồi con trai của tôi là người kế thừa tập đoàn con rion mà cho nên tôi cũng phải có một căn phòng xinh đẹp đúng không hả dạ phu nhân nói gì cũng phải hết thưa phu nhân có người đang chờ cố ngoài cổng à? là người nào Thuê bà sao bà lại không bắt máy không liên lạc được. À, Dạ, xin chào cô Cậu tới đây làm gì hả Tôi đã gọi cho bà nhiều lần Nhưng bà không trả lời tôi Chỉ là tôi sợ bà gặp chuyện cho nên ghé qua hỏi thăm thôi Hình như là cậu không hiểu ý tôi thì phải Tôi đã dặn cậu không được tới đây Hay là nghe điện thoại của bà ấy rồi mà chẳng lẽ cậu quên hết những lời tôi nói rồi hay sao Tôi nhớ hết nhưng mà tôi cảm thấy hơi kỳ lạ Đột nhiên bà lại tắt điện thoại cả ngày Tôi chỉ muốn biết bà có chuyện gì hay không đó không phải là chuyện của cậu cậu không cần phải quan tâm mời cậu đi cho chủ tịch gu cũng sắp về rồi ông ấy không thích nhìn thấy cậu đâu nhưng mà bà cậu đi đi cậu đứng đây làm cái gì nữa được rồi tôi sẽ đi nhờ cô nói là với bà tôi đã tới nhà thăm bà nha bộ mình nói mà cậu ta không hiểu gì hết hả cách này không được rồi mình phải cắt bỏ mọi mối liên hệ của cậu ta với nhà này để cậu ta không bao giờ tới đây nữa. <laughs> cô là hiệu trưởng của trại trẻ mồ côi Mirim có đúng không ạ? À? Đúng vậy. À nhưng mà sao cô lại muốn gặp tôi? tôi muốn hỏi cô có biết thằng bé trong hình không? Ôi trời ơi, đây là khi Chan mà. Lúc tôi gặp nó nó cũng lớn y như trong tấm hình này vậy. Cô là mẹ thằng bé có phải không? À không phải đâu Tôi lấy tấm hình này từ một người quen của tôi thôi Trước khi cô ấy qua đời đã đưa nó cho tôi Cô ấy còn dặn là nếu tìm được Kichan Thì hãy thay mặt cô ấy Nói lời xin lỗi với cậu bé Vậy là ba mẹ Kichan qua đời rồi hả? Từ khi nào vậy? <laughs> Cách đây khoảng 3 năm Gia đình Kichan đã qua đời trong một tai nạn xe Tôi muốn biết tên thật của Kichan có được không? Là cô Hiên Cúc Cô Hiên Cúc hả? Tôi xin lỗi nhưng cô có thể gặp Kichan À không phải cô có thể gặp hiền cúc và nói với cậu ấy chuyện này không chắc chắn là cậu ấy rất muốn nghe kể về ba mẹ của mình tôi xin lỗi nhà tôi có chuyện nên tối nay tôi phải bay về mỹ bây giờ tôi phải ra sân bay nếu không sẽ trễ hôm nay tôi mừng lắm vì có thể gặp và đưa tấm hình này cho cô nhờ cô nói lại mọi chuyện cho Ki chan biết tôi biết nói ra chuyện này rất đau lòng nhưng mà xin cô hãy giúp tôi lần này nha trễ rồi tôi phải đi đây tạm biệt Ồ, anh hả? Lúc nãy cô vừa gặp người quen của ba mẹ con. Cô ấy đã cho cô biết vài thông tin của ba mẹ con. Ai, cô không biết phải nói sao với con nữa. Dạ, con hiểu rồi cô. Lần sau, con sẽ tới gặp cô. Anh sao vậy, Kichan? Bộ có chuyện gì hả? <laughs> anh à? đi à. Anh thật sự là trẻ mồ côi rồi. Anh nói như vậy là sao hả? Người quen của ba mẹ anh đã liên lạc với trại trẻ, trẻ mồ côi. Họ nói ba mẹ của anh đã mất cách đây ba năm vì tai nạn. Anh có chắc người qua đời là ba mẹ của anh không? Cô ấy đã đem tấm hình hồi nhỏ của anh tới Em xin lỗi anh kia Chan. Em từng hy vọng một ngày nào đó Anh sẽ được gặp lại ba mẹ <laughs> Hay, Anh cũng lường trước việc này lâu rồi Anh không sao đâu Từ trước giờ anh vẫn chỉ có một mình mà Ba à Hanse đi làm thêm để mua cho ba chiếc áo lót đó nếu con bé nói với mình chuyện này thì mình đã không la nó rồi. Con mời bác ra ăn cơm. Anh ăn nghĩ em mà hả <laughs> xí? À, bà, đáng lẽ bà phải gõ cửa chứ. Xem chút tìm con rớt ra ngoài rồi. Cái thằng ăn nói linh tinh. Ai lại đi ra ngoài mà phải gõ cửa? Ba mặc gì kỳ cục vậy? à cái gì đây bộ ông bị bệnh thiệt hả chứ thiệt là làm ơn cởi bớt cái áo ra đi bà quê mùa thiệt bây giờ người ta mặc như vậy không à ừ ừ à? cái con bé này con bị gì vậy sao lại mang giày vô nhà chứ Bác à, đây là xu hướng gần đây đó. Nó gọi là phong cách Mỹ, đúng không bác Na? Đương nhiên đúng rồi, hc Swat. Swat? <cười> <cười> Hai cái người này hôm nay bị làm sao vậy? Bực mình thiệt á. Trời ơi, <laughs> ông cởi áo ra giùm tôi một cái. Tôi muốn kệ tôi đi. À, bác à, đây là xu hướng gần đây đó. Xu hướng? Còn có muốn bác lấy giày thể thao đánh con một trận không? Dạ không. này nè. Con đứng lại Hà Hôm nay dạ bác đạc, sẽ dạy con một tôi bài học nhớ rồi đứng lại cho bác đánh <laughs> con bé đâu. Con không cho bà đánh con bé chạy đi con C Đứng lại hai người hết muốn sống rồi hả Ô, chạy đi qua bên này đứng mà. bên này nè đứng lại mau à, tôi không cho à, mày đánh con bé chạy đi chạy okay, tôi đánh đi bữa nhà mỗi lúc chết chỗ lại lại bỏ cho đi ra đi ra mẹ ơi đi vòng qua cửa bếp đó mẹ ta cùng xây ngôi nhà rất to cô đang làm cái gì vậy đây là bài hát yêu thích nhất của mẹ tôi tôi sẽ đem vô phòng bệnh cho mẹ nghe rồi đem hoa mà mẹ thích nhất vào đó à phải rồi còn ảnh của xe hô nữa tôi phải đem vô hết thì mẹ mới bình phục được tôi hiểu bây giờ cô đang rất lo cho mẹ cô nhưng mà cô yên tâm đi bây giờ phu nhân đang được các chuyên gia giỏi nhất trong ngành chữa trị rồi Chuyên gia chữa trị cái gì mà kỳ cục vậy Suốt ngày mẹ tôi chỉ ngủ không mà Làm sao mà bình phục được chứ Cái này gọi là phương pháp điều trị trong giấc ngủ Bộ não cần được nghỉ ngơi Thì các cơ quan mới hoạt động trở lại Tôi nhớ bác sĩ đã nói điều này rồi mà Bộ cô quên hả Bây giờ phu nhân sa đang dần dần khỏe lại Cho nên cô đừng đau buồn quá Cô hãy đợi cho tới khi bà ấy khỏe hơn Hả? tôi không thể tin nổi làm sao mà mẹ tôi có thể mất trí được chứ bà ấy vẫn còn rất minh mẫn mà thậm chí iq còn cao cả tôi bà ấy nhớ tất cả ngày sinh của mọi người trong nhà rồi còn số chứng minh thư ngay cả đến quần áo mà mọi người mất bà ấy cũng nhớ kích cỡ luôn sao một người như bà ấy lại mất trí nhớ được à Thưa mẹ ơi cô bình tĩnh đi tôi tin chắc là phu nhân sa sẽ khỏe lại như bình thường thôi tôi sẽ nhờ các bác sĩ chăm sóc cho bà ấy thật tốt Uh, <laughs> Con lại ở bệnh viện cả đêm đó hả Se Chun? Sao con cứ đến bệnh viện hoài vậy? Làm vậy phu nhân cũng đâu có tỉnh lại được. Mẹ à, bà đang bị bệnh mà. Mẹ không cho con vào bệnh viện điều này thật là vô lý. Mà bệnh của bà có nhất thiết phải đưa vào bệnh viện mất trí nhớ hay không vậy hả? Con hãy bình tĩnh đi. Nếu con cứ nổi giận như vậy thì tình hình của bà con sẽ càng tồi tệ hơn đó. Chỉ cách đây có vài ngày thôi. Khi mà con bước ra ngoài đi làm, bà còn tạm biệt con. Thậm chí bà còn nhờ con giúp sơ tranh vài chuyện. Như vậy làm sao mất trí được chứ? Bà nhờ con giúp tranh Cụ thể là bà kêu con làm cái gì hả? Chỉ là vài chuyện nhỏ thôi. Mẹ à, con chuẩn bị đi làm nha. Được rồi, để mẹ làm bữa sáng cho con. Ừ. Trung tâm thông tin gen di truyền Hàn Quốc. Chuyện tới rồi hả? Mà bà đang bệnh như vậy, bà định dùng nó làm gì chứ? Nghe phu nhân xa bị bệnh tôi đau lòng quá Vậy mà cô Ly lại đối xử với phu nhân Như thể bà ấy đã mất rồi vậy Cô ấy nói là cô ấy sẽ thiết kế lại mọi thứ trong phòng phu nhân Ôi trời ơi không ngờ là cô Ly ghê gớm vậy nói Nhắc tôi nổi và gà ừ, luôn Các cô vậy. đang làm gì vậy Các cô nói chuyện gì mà có vẻ hào hứng vậy ta Kể cho tôi nghe chung với À, dạ, chúng tôi đâu có nói gì đâu, phu nhân. Các cô nghĩ thế nào về phim cổ trang? Với loại phim đó, lúc nào cũng có những người hầu không biết giữ mồm giữ miệng và họ thường được phát hiện đã chết dưới giếng vào sáng hôm sau. Các cô đã coi chứ? À, dạ, dạ, chúng tôi có coi rồi, phu nhân. Các cô sao vậy? Tôi đang nói về phim ảnh mà. Đây là chuyện phim thôi. Hứng? Còn ở ngoài đời thực, nó không thể xảy ra cầm đi, tôi đã cho thêm tiền vào trong đó. Tôi muốn từ bây giờ các cô hãy rời khỏi đây. À, phu nhân ạ, à, ý cô làm sao hả? Tôi không muốn các cô làm công việc cực khổ, lấy số tiền này làm vốn rồi tìm công việc phù hợp hơn đi, hoặc là tìm người nào tử tế rồi kết hôn chẳng hạn. Cảm ơn phu nhân nhiều, lắm. cảm ơn, cảm ơn phụ phụ nhân, cảm ơn phu nhân. nhân. Số tiền này của tôi còn nhiều hơn trợ cấp thất nghiệp, cho nên các cô hãy biết điều mà giữ bí mật. Sau khi bước ra khỏi cánh cổng của nhà này, các cô hãy quên đi những thứ đã nhìn thấy hay nghe thấy, biết chưa? Nếu tôi biết bất cứ ai gây rắc rối gì, thì đừng trách tôi dạy cho các cô một bài học thích đáng đó. Dạ, dạ, tôi dạ, biết rồi. Cảm, cảm ơn cảm nhớ, cảm nhớ, phụ nhân. Tôi sẽ giữ cảm, nhớ, nhớ, dạ, cảm ơn phụ dạ, nhân. Cảm ơn dạ, phụ nhân. Dạ, dạ, phụ nhân. Dạ, phụ nhân. Dạ, Anh đã gửi cho em bộ váy cổ điển Em nhớ mặt nha Trời đẹp quá Trước đây mình luôn ước được mặc bộ váy này Sao nó biết mình thích vậy ta Ảnh tâm lý thiệt Đinh Lê à Gì vậy hả đinh lê à em ra ngoài đi oh, trời ơi minh lê happen bên lẽ đi nào thủy sinh hả Em cũng đã nhận qua và dạy của anh Vậy bây giờ em đã chấp nhận Lời cầu hôn của anh rồi chứ Tất nhiên là em chấp nhận rồi <laughs> Em thấy thế nào Đinh Lê Có thích không hả Dạ có Đây chính là điều em mơ ước từ rất lâu rồi đó <laughs> Hôm nay Bầu trời thật là trống xanh và đinh lê của anh còn đẹp hơn bầu trời nữa <laughs> anh à chạy ra thân nữa Tiêu Xuân à 2 giờ chiều hôm nay cô thi nhảy đúng không hôm đúng là như vậy đúng mà Dạ, đúng là như vậy nhưng mà sao giọng của cô thiếu sức sống quá vậy bộ có chuyện gì hả ôi, mẹ của em đang nằm trong bệnh viện rồi nên bà ấy không thể đến coi em thi nhảy được ôi càng nói càng tức thật sự là em muốn mẹ nhìn thấy bạn nhảy của em lắm vậy bây giờ bệnh của mẹ cô đỡ chưa à, người già chậm hồi phục lắm chị ơi thiệt là mẹ em mong muốn nhìn thấy bạn trai của em biết bao nhiêu lần rồi vậy mà ơi em thiệt là tệ phải chi là mẹ chồng tương lai của em và mẹ ruột của em hai người được gặp nhau thì hay biết mấy chị ha trời ơi quan hệ của hai người tới mức này rồi hả thiệt may cho tôi hôm nay tôi được nhìn thấy người đàn ông của cô Piu Sun rồi <laughs> ông đi đâu đó hú hồn T tự nhiên hú hồn bộ có lỗi với tôi sao có lỗi cái gì chứ lạ túi gì vậy ông đi bụi hả Đi bụi cái gì hả, trong này chỉ có vài bộ đồ để thay thôi à, à tôi định sau khi tắm hơi xong rồi thay đồ ở đó luôn. Mày <laughs> <laughs> đặt đi tắm hơi nữa, nếu ông đi khỏi nhà luôn thì càng tốt. Dám nói với mình như vậy à. Đi thôi. có vô động giờ trong coi đi bảy không có ở đây mau đi tìm đi dạ. dạ có chuyện gì vậy sao có chuyện bỏ cá vậy dạ? Dạ? hả Chị... vậy không đi lên thấy... chuyện thấy... gì, không gì thấy... vậy kiểm tra sau cái kia sao đi còn thuốc kìa sẵn đi à? không một không bột. alo là bà hả nè cái xét nghiệm di truyền mà bà nhờ con làm đó đã có kết quả chưa vậy dạ cái đó hả à, sáng nay người ta mới gửi nó tới cho con đó bà nhưng mà bà đang ở đâu vậy bà vẫn ổn chứ con đừng lo, bà không sao. Bà nhờ con tìm mọi cách liên lạc với Kishan dùm bà. Nói bà có chuyện gấp cần phải nói. Bà không liên lạc được với nó, nên con hãy nói với nó tới thẳng nhà. Nhanh lên, nhanh lên dùm bà nha. Tại sao bà lại muốn gặp anh ta vậy hả? Bây giờ không phải là lúc để ganh tị đâu. Chuyện này quan trọng lắm con. Bà không thể nói chuyện này với con lâu được. Nghe lời bà mau lên đi gọi cho Kishan dùm bà đi. Con sẽ không để hai người gặp riêng đâu. Con sẽ đi cùng với anh ta. Được rồi, đi cùng, đi cùng. Nhưng mà con phải nhanh lên giùm bà đó. dễ chịu quá. À. à, xin chào cô bác Sarah nhớ chứ hôm nay là ngày chúng ta gặp nhau mà đúng vậy tôi đã gửi địa chỉ cho cô qua điện thoại tạm biệt nha hẹn gặp cô ở nhà. cuối cùng thì mình cũng được bước chân cho nhà chủ tịch rồi phu nhân sa sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà này nữa và mình cũng đã đuổi hết người giúp việc đi rồi <laughs> mình sẽ bắt đầu lại mọi thứ theo ý của mình kể từ bây giờ mình sẽ biến ngôi nhà này thành chương quốc của chính mình. <laughs> Ai nấu gì trong bếp vậy ta? Mấy món này là sao đây? Mình đã đuổi hết người giúp việc đi rồi mà. Mấy món này là do ai nấu vậy chứ? Dạ con chào mẹ, con tới rồi đây. Đúng là kỳ lạ thiệt. Không lẽ trước khi nghỉ họ đã nấu mấy món này? Có, có ai ở đó không cho hỏi có ai ở đó không mau trả lời đi <laughs> Phu... phu nhân sa bà làm gì ở trong đây vậy mà khoan Sao bà có thể về nhà được? Cô còn nhớ bộ hanbok này chứ? Tôi đã mặc bộ đồ này vào ngày thôi nôi của Sehu. Hôm nay tôi sẽ mặc một lần nữa đi gặp thằng bé. Thật không ngờ lâu rồi mặc vào vẫn vừa như xưa. Mẹ chun thấy ổn chứ? Trời ơi, phu nhân đang nói gì vậy? Rõ ràng, cậu Sehu không ở với chúng ta lâu rồi mà. Phu nhân à, làm ơn dừng mọi chuyện là dùm tôi. Vậy thì hãy nghe tôi nói, sehu đang trên đường tới đây à khi còn nhỏ thằng bé rất thích ăn súp mù tạc biển nên tôi đã làm món đó cho nó cùng với món thịt viên và vài món ăn khác nữa tôi hy vọng sở thích ăn uống của nó không thay đổi dạ là ai phu nhân đang nói tới ai hả? À? Sơn ki chan chính là cháu trai sehu của tôi cô cũng biết sự thật này mà cô coi kết quả đi ừ tôi đã lén lấy tóc của con trai tôi và tóc của thằng bé đi xét nghiệm và đây chính là kết quả ADN giống nhau 99,9 phần trăm hả coi đi cứ tự nhiên coi sao kia chính ch chính là xe hu hả phu nhân à, không thể có chuyện đó được kết quả này chắc chắn là sai rồi không phải là trước đó phu nhân và tôi đã tới bệnh viện để làm xét nghiệm adn rồi hay sao đúng là đã làm rồi nhưng tôi chắc chắn cô đã dùng tóc của người khác để thay thế cho tóc của Kichan. chan và đương nhiên kết quả chắc chắn sẽ không khớp hả bộ tôi nói gì sai sao là cô làm hết có đúng không hả phu nhân sa tôi nghĩ chắc là bà bị bệnh thật rồi cho nên bà mới nói ra những điều vô lý bà không thể ở lại đây mà quay về bệnh viện thôi <laughs> người bệnh chính là cô chính là cô đó quản gia ly à cô nên vào bệnh viện đi hả bà kêu quản gia ly sao phu nhân sao lại có thể đối xử với tôi như vậy chứ tôi là ghê quá mẹ của xe chun mà bà làm ơn tỉnh táo lại đi <laughs> lúc nào tôi cũng tỉnh táo tôi đã nhận ra toàn bộ chuyện này đều do cô cô làm tất cả ôi trời cô thật là đáng sợ suốt ba mươi năm trời cô đã khôn ngoan chịu đựng tất cả cô đã hạ thấp bản thân luôn cuối để đạt được mục đích của mình cô nghĩ là tôi không biết sao cô đã bày ra dở kịch thuê côn đồ dùng đá đập vào đầu tôi rồi quay ra đỡ cô diễn quá hay đến nỗi tôi luôn cảm thấy biết ơn cô và yêu thương cô thật sự chà cô đúng là một người đàn bà thâm độc không khác gì một con mụ phù thủy thế giới bên ngoài có rất nhiều người độc ác nhưng tôi chưa từng thấy có người nào độc ác như cô hết cô đó cô đó cô đã cho tôi uống thuốc giảm trí nhớ cô cho tôi uống thuốc để tôi ngủ cả ngày và cô đã cố ý lấy hết tài sản của tôi cô đã nhốt tôi nhốt tôi vào bệnh viện rồi sau đó nói là tôi mất trí này nọ. Phu nhân, ta bình tĩnh lại đi. Quản gia Ly, sao có thể đối xử với tôi như vậy hả? Tôi nhớ là tôi đối xử với cô tốt lắm mà. Sau tất cả những gì mà tôi đã làm cho cô, thì đây chính là cách cô trả ơn cho tôi sao? Hả? Bà thật sự không biết thời gian qua, bà đã làm gì với tôi hả? Tôi sao? Sau khi tôi sinh Sê Chun, bà đã không hề cho tôi nghỉ ngơi. Bà bắt tôi làm hết công việc nhà, trong khi sức khỏe của tôi vẫn chưa hồi phục nữa. Bà đã cố ý phá hư lò sưởi, rồi bắt tôi phải giặt chân mình trong nước lạnh. Bà bắt tôi phải nhổ cỏ hết cả khu vườn. Tôi làm việc nhiều tới nỗi các ngón tay đều bị sưng lên hết đó. Trước đó cô đã làm gì hả? Chính cô. Cô đã khiến cho mẹ sê hu đau khổ dai dẳng từng ngày từng ngày. Mẹ của thằng bé chết cũng là tại cô, tại cô thôi. Cô biết chưa? <laughs> Nhưng mà dù sao cô ta vẫn được chủ tịch yêu thương cho tới ngày cô ta qua đời có đúng không hả? Tôi nhớ rất rõ, cứ mỗi lần cô ta ho là cả nhà làm như cô ta sắp chết vậy. Còn tôi nè, Xém chết gì lên cơn số mà không ai ngó nghe gì tới. Tôi sống sờ sờ trong căn nhà này mà cứ như ngồi vô hình vậy. Trước giờ, tôi chưa từng được đối xử như một con người. Trong mắt của bà tôi chỉ là một con chó dữ nha. Bà chưa bao giờ đối xử tốt với tôi. Vậy mà bà mong tôi đối xử tốt với bà sao? Tôi phục vụ bà bao lâu nay đã quá đủ rồi. <laughs> Suốt 30 năm qua tôi đã nấu ăn cho bà. Chưa kể mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, một mình tôi phải chu toàn hết. Bà không những không biết ơn, ừ, mà bây giờ còn đòi tìm xe hưu về đây nữa hả? Nằm mơ đi, xe hưu hả? Tôi sẽ không bao giờ cho nó đặt chân vào trong căn nhà này. Bằng mọi giá tôi sẽ ngăn nó lại. Ngăn lại? Cô lấy tư cách gì mà ngăn lại hả? Ôi trời ơi, ôi trời ơi, Cô đừng nói với tôi. Chuyện xe hưu đi lạc tất cả đều có liên quan tới cô. Tôi liên quan thì đã sao hả? Bà định làm gì tôi? Ôi trời đất ơi, xe hưu. Xe hưu chỉ là một thằng bé thôi. Nó đã gây lỗi gì với cô hả quả gia ly? khi nào xe hưu biến mất, thì xe chun của tôi mới có thể được sống bình yên. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ gì con mình nhưng lúc đó nó chỉ là một đứa nhỏ chỉ cần nghĩ tới cảnh nó lạng thang tôi tôi đứt từng đoạn ruột cô tất ác Tại sao chứ Sao cô có thể nhận tâm với số hôn yêu dấu của tôi như vậy Biết đi Trước khi tôi đá cô ra ngoài như một con chó Thì cô hãy mau đi đi Trước khi tôi cho bùi mùa biết chuyện này Cút ra khỏi nhà đi tôi, đi, đi. Đi. tôi sẽ không đi đâu hết Suốt 30 năm qua tôi đã phải chịu đựng tất cả trong ngôi nhà này Bây giờ tôi sắp đạt được mục tiêu rồi Nếu như bà là tôi Thì bà có chịu đi hay không hả Bà đã lú lẫn rồi bà già Bà có nói ra điều gì thì cũng không ai tin bà đâu Nếu bà chịu ở yên trong bệnh viện Hoặc ít nhất bà chịu nằm miệng lại Thì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rồi Cô, cô đúng, này, đúng là mà. Cô nghe cho kỹ đây Kể từ giây phút này Cô không còn tư cách là mẹ của Sejun Cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy Con trai của mình cho tới ngày cô chết trước khi tôi nổi điên lên tước hết tài sản của cô ném cô ra ngoài thì cô hãy tự biến đi hả cô nên đi khuất mắt tôi và tôi thà để bị mô kết hôn với đên lê còn hơn kết hôn với cô tôi thà chấp nhận cô ta ở trong nhà còn hơn chấp nhận con phù thủy như cô hả? tôi sẽ không cho cô ta bước chân vào căn nhà này không bao giờ biết trước không bao giờ <laughs> Phu nhân à, phu nhân à Phu nhân à, phu nhân à Cô, cô bác xe ra, phu nhân à bà tỉnh lại đi phu nhân à mẹ mẹ tỉnh táo lại đi thời khắc này sẽ qua nhanh thôi mà mẹ không nên đụng vào bà ấy nếu không sau này mẹ phải hối hận đó Nhưng mà cô bác xê ra Rõ ràng Phu nhân vẫn còn sống mà Để con đi lấy cho mẹ ly nước Trong thời gian đó mẹ hãy hít thở sâu Và suy nghĩ xem tiếp theo mình nên làm gì Con mời mẹ uống nước mẹ ơi hay là chúng ta rời khỏi đây đi nếu không mẹ sẽ bị bắt đó đúng rồi đi mẹ đợi tôi một chút tôi phải làm xong chuyện này trước đã Mau đi thôi, chúng ta không còn thời gian phải lập tức rồi khỏi đây Mẹ phải nhớ hôm nay chúng ta không có ở nhà, mẹ nhớ nha. Con sẽ xóa hết tất cả camera ghi hình ở đây. Nhà này có cửa khác không mẹ? Ch chúng ta đi cửa sau đi. Nó ở đằng kia kìa. Đi thôi. <laughs> ôi kỳ vậy ta rõ ràng bà kêu mình tới đây mà không lẽ bà ra ngoài nữa hả ơ sao chú nè cậu về rồi hả hình như là bà không có ở nhà bà không có ở nhà sao làm gì có chuyện đó vô đi cậu đi nhanh lên đi làm cái gì mà chậm chạp như rùa vậy đi nè bà nội ơi bà đang ở đâu vậy con về rồi nè bà nội ơi bà nội ơi bà nội ơi bà, nội bà nội ơi, ơi. Bà. có chuyện gì với bà, bà gì vậy ra vậy bà ơi tự nhiên đi sì Bác sĩ cứu bà, cậu ba bình tĩnh lại đi Còn Cậu cấp cứu nhanh lên Nhanh lên Không được Bà ơi bà, bà nhất định phải không sao nha Bà hãy ráng đợi một chút, xe cấp cứu sẽ tới liền Bà ơi bà, bệnh viện hả Tôi đang gọi từ sân bốc đâu, có một người bị tai nạn ở đây Cho xe cấp cứu tới đây Nhanh lên, nhanh lên Bà ơi Bà ơi bà, bà không được ngủ đó, Bà phải cố gắng thêm một chút nữa Xe cấp cứu sắp tới rồi Bà ơi, bà có nghe con nói không hả Bà nhìn thấy con không hả Xe <laughs> ô sao cho con của bà bà xin lỗi vì đã không nhận ra con sớm hơn cảm ơn con chị đã trưởng thành rất tốt bà vui lắm bà vui lắm sao vì trước khi chết bà vẫn được nhìn thấy con lần cuối sẽ chôn là em trai con hãy thấy mặt bà chăm sóc cho em nha con <laughs> Biên số Chị tới rồi hả Chúc cô trình diễn tốt nha Cảm ơn chị nha Nhìn cô xinh đẹp y như, như Elsa vậy Nhìn em giống Elsa thiệt hả Chị à, Nhìn em có ổn không vậy Đẹp như tiên luôn Em cố tình mặt đẹp cho chị thấy Biên số nè cái anh anh Pacino đâu rồi anh ấy mới ra ngoài dặm lại lớp trang điểm một chút lát nữa chị sẽ được nhìn thấy anh ấy trên sân khấu trời <laughs> cảm giác như được gặp người nổi tiếng vậy <laughs> Tim tôi đập nhanh quá đi nè oh, trời. Sắp bắt đầu thi rồi Mời Nó? các thí sinh tập trung ra sân khấu đi Dạ, dạ. Nhanh lên Cuộc thì sắp bắt đầu rồi nhanh, Tôi ra khán đài lên, ngồi lên. trước nha Biêu Xuân Cố gắng lên Cố lên Gặp chị sao ha thì tốt nha Tạm biệt cô Mình phải chiến thắng Ôi, Cái gì vậy nè Ờ Sư à, Cô đang bận lắm Gọi lại sao đi hả Gì con mới nói cái gì vậy Con nói lại cho cô nghe đi Ai gọi vậy anh? À, số lạ thôi Tổng chúc đốc cu cổ cho nghe ừ. Hỏi con bé cội sau đi tôi nghĩ là có chuyện khẩn cấp à, đợi anh chuyện gì vậy à, à, được rồi ba sẽ tới ngay đinh lê à sao vậy anh buộc có chuyện gì quan trọng hả ờ chuyện này chuyện này khẩn cấp lắm bây giờ anh phải tới một nơi nhưng mà còn lời thề nguyện của chúng ta em hãy tin anh đinh lê anh nhất định sẽ quay lại anh phải đi thiệt hả không ở lại với em được sao anh xin lỗi em anh thật sự phải đi nhưng mà anh không được đi lâu quá đó <laughs> em tin anh đúng không hả ừ. em hãy ở đây đợi anh Tuyệt đối đừng đi đâu nha. Nha. Ừ. Đừng lê à. Anh nhất định sẽ quay lại. Anh xin lỗi. Hãy đợi anh nha. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ! Đáng lẽ con phải tới bệnh viện ở bên cạnh mẹ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con phải làm gì đây? Bà ơi! tôi xe chua nè! Phu nhân bị gì vậy hả? Có chuyện gì xảy ra cho phu nhân vậy? Mẹ ơi! Nếu bà của con qua đời thì sao đây? Không có bà con không thể sống được mẹ à! Không thể được! Đáng lẽ bây giờ phu nhân phải ở trong bệnh viện mới đúng sao lại ở nhà? Lúc cô đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Cô Ly à! Cô còn hỏi nữa hả? Mẹ tôi ở đâu mà cô không biết? Cô cảnh chừng mẹ tôi kiểu gì kỳ vậy? Cô đã ở đâu trong suốt thời gian đó? Tôi xin lỗi! Phu nhân Sa đột nhiên tỉnh dậy rồi nói với tôi Bà ấy muốn ăn hát cảo và kêu tôi ra ngoài mua Chắc là bà ấy trốn về nhà trong khi tôi ra ngoài Tất cả đều là lỗi của tôi Không biết mẹ bị bệnh sẽ còn ra ngoài nữa hả Mẹ ơi Mẹ ơi đừng bỏ con mà Mẹ ơi Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. anh nghe đây hà đi anh đang ở đâu vậy tụi em tới đây và chờ anh nãy giờ rồi đó À thật ra anh có chút chuyện Bà cha đang được cấp cứu trong bệnh viện Cấp cứu? Bà bị thương hả anh? Chắc anh không tới đó được Anh phải ở lại để theo dõi tình hình của bà Em nói với chị Đen Lê cho anh xin lỗi nha Không biết bà có sao không nữa Mình lo quá Chị à, anh chủ nhà đâu rồi em tưởng là hai người đi chung chứ lúc đầu có đi chung nhưng anh nay có chuyện khẩn cấp nên phải đi một lát khẩn cấp hả còn chuyện gì khẩn cấp hơn nữa hôm nay là lễ thề nguyện của chị với anh ấy mà anh ấy nói chỉ đi một lát thôi còn kêu chị ở đây chờ chị tin anh sẽ quay lại Sẽ <laughs> kiếm Anh à anh hết đâu vậy sao tới trễ vậy hả mẹ đang ở trong đó chúng ta phải làm gì đây anh sư chu nói là bà kêu cô ấy về nhà nên cô ấy mới về khi cô ấy vào thì bà đã bất tỉnh con nghĩ là bà đã bị thương ở đâu đầu đầu của bà hả B bây giờ ra sao tình hình thế nào rồi hả khi chuyện tới đây tình hình của bà rất nghiêm trọng bây giờ bác sĩ đang phẫu thuật cho bà à. À. mẹ tôi sao rồi hả tình hình có ổn không vậy bác sĩ à rốt cuộc mẹ tôi bị sao mau nói đi tình hình của mẹ tôi sao rồi hả chúng tôi đã ráng hết sức rồi nhưng bà ấy đã không qua khỏi Ồ, chú Tịch à chú Tịch à không thể có chuyện đó được ông đang nói dối hả <laughs> bà ơi! Bà ơi! Bà ơi! Bà ơi! Bà ơi! Bà ơi! Bà Bà lại đi! Bà ơi! Bà không thể mất được! Bà ơi! Bà 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 không thể mất được! <laughs> 妈！<laughs> oh, chị à chúng ta về nhà thôi em thấy bây giờ cũng trễ quá rồi em nghĩ chắc anh chủ nhà không quay trở lại đâu không có mà đây đã hứa với chị sẽ quay lại sớm thôi nên chị không đi đâu hết chị sẽ chờ anh ở đây Chị à Bà cố của Dung Hà vừa mới qua đời Cho nên bây giờ phải đi ngay chị à ừ. Thôi được Em đi đi Chị nên Lê Em cũng có chuyện nên bây giờ phải đi rồi Được rồi Hai đứa đi đi Chị sẽ đợi ở đây Chị à Chị được như vậy Đi với tụi em đi mà Em sợ trời tối ở đây nguy hiểm lắm Hai đứa đừng lo cho chị mà Mau về đi Dẫn tụi nhỏ về luôn kìa Khi nào anh chủ nhà quay lại Chị sẽ về Chị à Tụi em đi trước nha Mình đi thôi Em về trước nha chị vẫn nghe à? Về thôi con. Hồng Si à, chúng ta đi thôi. Anh ấy nói sẽ quay lại mà. Anh à, anh sẽ quay lại đúng không? Không được lừa dối em đâu. bà ơi, nếu như con biết bà qua đời sớm như vậy, thì con đã bất chấp tất cả để tới gặp bà rồi. Con sẽ không từ chối những cuộc gọi của bà. Bà đã đối xử với con như là cháu ruột của bà vậy, vậy mà con lại không thể làm được gì hết. Con xin lỗi bà. Con xin lỗi bà. Ôi trời sao đầu mình đau quá vậy hmm. bà phải thức cả đêm mới làm xong cái dòng này cho con đó uh. 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 Uh, anh nghe đi <laughs> anh đang ở đâu vậy Em đang ở chỗ đám tang của bà nè Anh không tới sao? Ờ, bây giờ anh không thể tới đó được Anh xin lỗi em nha Em có thể thay mặt anh thắp cho bà nén nhang được không? Ờ, à. được rồi Anh ráng nghỉ ngơi đi Em nghe giọng của anh không được khỏe lắm Bây giờ đầu anh Đau như búa bổ vậy à, Anh sẽ gọi lại cho em sao? à Yeah. <sighs> Đình Lê à, anh chủ nhà, sao anh lại không tới hả? Anna. Anna. <laughs>